Một vài liên quan đến giờ học này thôi ạ. Còn lại thì chúng ta sẽ xem sách sau ạ. Được không ạ? Điều đầu tiên thì xin mời các thầy cô có thể nhanh chóng. Okay, you look at the screen. First of all, I would love to check if you know these words before we begin. So can you show me? All right. So you turn on your camera and show me when I read aloud the part of the body. You touch your part of the body and you show me. So tell me where is your ankle? Show me your ankle. À, ankle chúng ta biết ở đâu đúng không ạ? So where is our ankle? Can you tell me? Cô Liên ơi, hình như là vừa nãy là mình bị mất zoom mà chứ không phải là do tôi bị da đúng không? Tại vì thấy các thầy cô đang hình như là cũng đang bị ao ra và đang vào lại. Các thầy cô có đang nghe thấy không ạ? À, Zoom bị lỗi, vâng ạ. Thảo nào tôi cứ thấy ớt tự dưng lại bị out ra khỏi phòng Zoom. Chứ vậy chúng ta đợi nhau thêm một chút nhé. Các thầy cô còn lại còn đang vào nên chúng ta đợi nhau thêm một chút ạ. Rồi ạ, chúng ta đang vào lại nhưng mà cũng có vẻ còn chưa đủ như các thầy cô lúc đầu. Nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp tục ạ. Xin mời các thầy cô ạ. So, can you show me your ankle? So, where Okay, it's hard to show your ankle. But, well, in reality, we can ask our students to show our ankle. All right? Show us their ankles and show us their calf. So you know, calf là gì ạ? Vâng. Calf là sách. Xin lỗi, thầy Vinh. Vâng ạ, thầy đang nhắc đến sách tham khảo. Tí nữa chúng ta sẽ chia sẻ. Xin mời các thầy cô quay lại với nội dung này ạ. Calf là gì ạ, các thầy cô? Bắp chân. À, bắp chân, đúng rồi ạ, calf. Eyebrow. Mày. Eyebrow. This is our eyebrow, Mày. Mày. right? Show me your Hàm. jaw. Okay, jaw. Hàm. Jaw là gì ạ? Hàm. Là cái xương hàm, Hàm. 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 Okay. Knee. Đầu gối. Đầu Yes. gối. Đầu gối. Right. And lips, Môi, đi vào môi, thigh, bắp bắp đùi, bắp đùi, yes, thumb, cầm là ngón cái, chân cầm, okay, ngón tay cái, ngón tay cái, yes. So in yes. class, after you check this, if the student understand all the words, you will play the game Simon Says. So it's a very popular game when it comes to parts of the body. So do as Simon says. And don't do as Simon says. So when Simon says, you follow, all right, the action. But when we don't hear what Simon says, then you don't do the action.
Okay, so let's start. Còn Now giờ mà German says lúc 12 giờ mà còn ra five bến xe rounds. á. 11 à lúc 11 giờ vẫn phải. So when you hear Simon says touch your eyebrows, you touch it. Simon says touch your jaw. Yeah. Simon says touch your lips. And touch your tie. Là khi chúng ta không nghe thấy từ touch Simon says thì chúng ta sẽ không follow. Nhưng ở thực tế ở trên lớp thì các bạn ấy sau một hồi chúng ta nói rất nhanh thì các bạn ấy sẽ bị lẫn lộn và có thể là không chỉ đúng. Khi chúng ta drop cái cụm Simon says đi, các bạn ấy vẫn follow cái mệnh lệnh và như vậy là các bạn sẽ bị out ra khỏi trò chơi, đúng không ạ? So this is a game to activate the student's knowledge about parts of the body. Xin lỗi các thầy cô một chút. Ok, vâng ạ, đây là review lại nội dung về body parts, đúng không ạ? Và hoạt động này cũng rất là fun vì các bạn ấy sẽ được đứng dậy và chúng ta follow một vài actions. Chúng ta học thêm một vài các từ diễn đạt body parts. Next. Okay, you are going to look at six photos of six celebrities. So who are celebrities? So who are they? Celebrities are... Who are they? So let's check it out. Who By are celebrities? People. Yes, they are famous people. So you will look at six photos of celebrities and you guess their name. If you don't know, you can tell. If you know, you tell me their names. If you don't know, you may guess their jobs. Second question. Can you guess what part of the body do you think is in short? Bộ phận nào của cơ thể? Theo em thì... đã được bảo hiểm. Insured là được bảo hiểm bởi người nổi tiếng, được không ạ? Chúng ta sẽ có vài câu hỏi như vậy. Now let's look at the photos and see what are they. Look at the first photo. Who is he? First photo, who is he? He's Cristiano Ronaldo. Yes, he's a football player. Okay. So which part of the body do you think he injured? Injured? His legs. Maybe his legs. Okay. Because his legs are very important. Yes. Thank you. Now, second person. Who is he? Do you know his name? Maybe you don't know his name, but can you guess his job? Look at this picture. Can you guess his job? What is he doing here? He might be a football player, but you can see this is American football player. Okay? So this is American football player. Yeah. Can you guess what part of the body he wants to insert? His hands. His hands. Good. Because... Yeah. Yeah, great. Because he uses his hands a lot. So maybe... Okay. Yes, good. So he wants to ensure his hands. That's good. Now look at the third picture. Who is he? Who is he? Politician. Oh, he is a politician. He looks like a politician. Yes. Well, no, he's not a politician. I guess he's quite famous with a role that probably you know
James Bond. An actor, yeah. He's an actress and his name is Daniel Craig. Okay. And he's one of the James Bonds in the series 007. Okay. And can you guess what part of his body is insured? So, what part of his body is insured? Can you guess? Maybe his face. His Maybe. face. Yes. Yeah. Yeah, he looks handsome. So, probably he wants to insure his face. Okay, it's just our guess. We will check it out later. So, next person, you know this woman? Do you know this woman? Okay, Julia Roberts, yes, a very famous woman, and she's an actress, and she's famous for her very broad smile. So can you guess what part of the body she wants to insure? His? Sorry, her? Lips. Her lips, yes. Yeah, you might be correct. Yep. So let's check it out. And next person. Sorry. So the next person is, you know, this woman. The next person, the last person is Keith Richard, yes. But the person in the middle here is Rihanna, and she's a famous singer. And can you guess what she wants to insure? A voice. Yes, good. Yeah, being a singer, the most important thing is the voice. Now, the next person is a guitarist, okay? And some like a Miss Tuan, you know his name, and he's Keith Richard. And these are unfamiliar people. Well, unfamiliar people to some, but familiar to others. Học Okay. sinh thì nó thấy bình thường đấy. Học sinh nó thấy bình thường tại vì là những người này cũng khá là nổi tiếng đấy ạ. Rihanna for example, or Julia Roberts for example. Okay, so you know him. So if we teach the book, of course we also need to explore these people, and of course students know more than us. Okay, so the last person is Keith Richard, and he's a guitarist. And can you guess what part of the body he wants to insure? Fingers. Fingers. Yeah, probably true. So you can see that these people have insured different parts of the body for different amount of money. So you can guess here. Ronaldo, Cristiano Ronaldo is a very famous football player, and he has insured one part of his body. And it is now worth 144 million. Okay, 144 million. So we will listen, all right, to these people, and then you will see what part of the body that these people insured. Okay, so let's just do an example. Just do an example only. Okay, so we do an example here with Daniel Craig. Okay, so let's share the audio.
Two. So I'm going to share you the audio. So you listen and you see which part of the body the person has injured. Two point one. Each of the celebrities in the photos has insured a part of their body. In pairs, guess which part, then listen and write in the blank. Can you hear the sound? Whoa! Can you hear the sounds well? Có ạ, âm thanh tốt ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ chỉ nghe ví dụ thôi ạ. Okay, so now you 2.1. Each of the celebrities in... Sorry. 2... Insured for loads of money. It says here that Ronaldo's legs are insured for $144 million. Those are expensive legs. $144 million? Well, football's a dangerous game, isn't it? You don't just get cuts and bruises. You could break your leg or sprain your ankle. I know. I can understand why Ronaldo's decided to insure his legs. But why do you think Rihanna has insured her legs? 2.1. Each of the celebrities in the photos has insured a part of their... chúng ta sẽ nghe, chúng ta vừa mới nghe thấy đi. 4 million. Bạn đầu tiên là Cristiano Ronaldo, bạn ấy đã insure cái gì ạ? Legs, đúng không ạ? Okay. Yeah. Và cái chấn thương, what kind of injuries that he may have? You know? Knee. What the legs? Knee. Ankle. Ankle and knee. Ankles. He may sprain his ankles. Sprain. Yeah, sprain his ankles and break his knee. Do okay. You hear that? That's crazy. What are you reading? I'm reading about famous people and which parts of their body they've insured for those are expensive legs. $144 million. Well, football's a dangerous game, isn't it? You don't just get cuts and bruises. You could break your leg or sprain your ankle. I know. I can understand why Ronaldo's decided to insure his legs. But why do you think Rihanna has insured her legs? Rihanna? The singer? No, Rihanna the football player. 2.1. Okay, như vậy là chúng ta nhắc đến what kind of injuries were mentioned? Sprain the ankle and break the leg. Break the leg. Okay. So we will listen to the other people. It's the same like that. So we identify the type, the part of the body that is injured. And also, for the second time of listening, you have to note down what kind of 2.1 injuries, okay, that these people have insured. So through that activity, the students will learn a list of injuries that students, that these famous people, these celebrities may have during the practice. So we learn a few more words together. So for example, get a few cuts, okay? So you listen, ask the student to listen again and tick the injuries that are mentioned. Okay, so I'm just checking some of these phrases if you know them. Now, get a few cuts, what does it mean? What does this phrase mean? Có một vài vết gì ạ? Vết cắt chứ cũng không phải xước đúng không ạ? Get a few scratches. Sẽ là một vài vết gì ạ? Vết xước. Get a few bruises. Bầm. Vết bầm tím. Bầm tím. Yes. Chúng ta sẽ listen và chúng ta sẽ yêu cầu học sinh tick vào các cái injuries mà học sinh nghe được. So number one, you can see that get a few cuts was tick. Now, number two, break your leg. Yeah, break your nose and break a rib. So, break your nose and break your rib or break a rib.
So, what does it mean? Break a rib. Sườn, sườn. Gãy một sừng sườn, đúng không ạ? Okay. So they will listen and then tick. Number three. Sprain ankles. Sprain your ankle or wrist. Sprain your wrist. What does it mean? Wrist. Cổ tay. Yes. Cổ tay. And knee, đầu gối. Yes, sprain your knee. Yeah. So you listen and check. Cut your hand or cut your lips. So it's dangerous. Burn your eyebrows. Cháy so what đông. Kind of jobs can have these injuries? Cháy đông mày. Chef, chef. Actress. Chef, chef, đầu bếp. The chef, yes. When you cook, you may have an accident and you can burn your eyebrows. Okay? Or you can burn your fingers. Yes. So maybe a chef can burn fingers too. Now, dislocate your shoulder. So, what does it mean? Đau bả vai. Chật. Dislocate. Locate là vào vị trí. Và dislocate là chật. Chạch. Ra khỏi vị trí. À, chạch bả vai. Or dislocate your thumb. Bị chạch ngón cái. Đúng không ạ? Dislocate. À, thế thì chúng ta sẽ thử xem trong đoạn văn đấy người ta nhắc đến cái gì thì các bạn ấy sẽ nghe lại và check. So after this activity, of course, students know first of all parts of the body. Second, they know some of the injuries that a person can have while doing their jobs. Okay? Now, in the next activity, you are 2.2. Listen again and tick the injuries that are mentioned. Yeah, but we will skip this one because we don't have time. Now, in the next activity, you ask the student to work in groups of four, or you can ask them to work in pairs. One of them will be a celebrity. The other will be someone who wants to know more about that celebrity. They would act out a role play. They ask and answer the questions. Okay. In this case, I would love students to work in pairs instead of groups of four. So I want them to work in pairs. Student A is an interviewer. Student B is a celebrity. So first, you give some time for student B to write down who he wants or she wants to be, what part of the body is injured, what kind of injury may you have, and how much you want to insure it. So you have 2 minutes to think about your role. Okay. After 2 minutes, you put them into two pairs, and one asks and one answer. Okay. Now let's look at a model dialogue from you to see. So we have a celebrity and an interviewer. So who wants to be the celebrity? I will be the interviewer. Miss Duan, do you want to be the celebrity? Cô Toàn có muốn không ạ? Chúng ta sẽ đóng vai làm mẫu cái bài hội thoại này. Who wants to play the role with me? So you can see there are two people here and I have covered all the questions. Nào, thầy cô nào muốn không ạ? So you do an example for the students, okay? So you can see in this dialogue, you ask questions. One of you will be the interviewer and one will be the celebrity. Okay, so one asks and one answer. So you can see that, one asks and one answer. Được không ạ? So you see all the questions are asked. Can you tell me who you are? Do you insure any parts of the body? How much did you insure them? What kind of injuries do you worry about? So you see, so students are encouraged to talk about the parts of the body and talk about the injuries that they may have. So you use this as an example for the students to follow.
But you encourage the students to use their own words instead of using the words here. Okay? So you can see some of the injuries has been repeated or recycled here. So if I have an accident on the stage, it can sprain my ankle or wrist. All right? So this is an injury. So you do this as a model for the student. Next, what you want to do is you show them that before they do their role play in pairs, you make sure that you follow this. Trước khi các con làm việc theo cặp, thì các con hãy nhìn vào cái phần checklist ở đây. Cô có 5 tiêu chí như sau. Thứ nhất là trong bài hội thoại, các con cần phải sử dụng ít nhất 2 từ hoặc cụm từ liên quan đến body parts. Được không ạ? Ít nhất là 2. Sau đó sử dụng ít nhất 2 từ hoặc cụm từ liên quan đến chấn thương, injuries mà mình vừa học ở bài trước. À, đúng không ạ? Tiếp theo là các con phải hỏi đủ 4 câu hỏi. Who you are? Who are you? What part of the body do you want to insure? How much do you want to insure it? And what kind of injuries do you think you may have? Được không ạ? Tiếp theo là you have to play the role well. So one is the interviewer. You have to sound like an interviewer. One is a celebrity. You have to sound like a celebrity. Chúng ta sẽ có tên thật và chúng ta phải giống, đóng điệu bộ giống với lại cái vai mà chúng ta đóng. Và cuối cùng chúng ta khuyến khích học sinh say hi and thank you and goodbye when they finish the conversation. Như vậy chúng ta sẽ có 5 cái tiêu chí này để hỗ trợ học sinh trước khi học sinh thực hiện role play. Đúng không ạ? Trước khi đó học sinh sẽ nắm được là mình phải đảm bảo 5 tiêu chí này. Và 5 tiêu chí này đã được làm mẫu nên chúng ta sẽ dễ hình dung. Sau đó mình sẽ cho học sinh một vài phút để học sinh role play. Và các bạn ấy sẽ cầm theo cái tiêu chí này. Nếu cần chúng ta sẽ print cái tiêu chí này ra một tờ nửa tờ giấy A4 để các bạn ấy mang theo khi các bạn perform cái role play đó cùng với bạn mình. Các bạn ấy có thể tích vào những gì mình làm được và cross vào những gì mình chưa làm được. Được không ạ? Sau đó cả lớp sẽ có phần gọi một số cặp lên để trình bày trước lớp. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng checklist này để chúng ta comment cho học sinh. Khi nghe xong thì chúng ta sẽ hỏi là does the pair use at least 2 words or phrase related to body parts? Does the pair use at least 2 words or phrase related to injuries? Do they cover all the questions? Do they play the role well? Do they say hi at the beginning? Thank you and goodbye at the end? Và các bạn ấy sẽ phải tick vào. Như vậy chúng ta encourage học sinh đóng một cái role play đầy đủ và làm được những nhiệm vụ mà chúng ta mong muốn. Mục đích là nhấn mạnh vào phần từ vựng đã học trong bài. Đó là các từ vựng liên quan đến body parts và liên quan đến injuries. Được không ạ? Như vậy các thầy cô có thể thấy là mình đã sử dụng cái checklist này giống như là một hình thức để guide learning, là hướng dẫn học sinh khi học sinh tham gia vào bài hội thoại. So it is to guide learning. Và sau đó thì it is used to guide our feedback and students' feedback for each other. In some case, you can also give this to the students to self-assess and peer-assess their partner. Đúng không ạ? Để học sinh tự đánh giá và đánh giá bạn. Thì chúng ta thấy là chúng ta chuyển cột yes và no thành cột me và my partner. Như vậy là các bạn ấy thử đánh giá xem các bạn làm được không, và bạn của các bạn ấy khi làm cặp thì có làm được không. So if you can use 2 words or phrase, yes, you tick here. If your partner can use 2 words or phrase, you tick here. So you can ask them to swap the roles and then they can perform the 2 roles and then they can tick here. So we use this as the evidence of learning or the criteria for success to evaluate the final performance. Được không ạ? Như vậy nếu mà chúng ta đối chiếu với lại cái mục tiêu của bài học là cuối giờ học học sinh có thể nói về bộ phận của cơ thể và các chấn thương một cách chính xác trong ngữ cảnh nói về body insurance là bảo hiểm thân thể, thì cái bài hội thoại đấy nó có làm được không ạ? Thì
Đúng ạ. Chúng ta đã tạo tình huống và chúng ta đặt mục tiêu. Sau đó chúng ta tạo tình huống và chúng ta sử dụng checklist để cho học sinh biết mong muốn của mình trước khi thực hiện hoạt động. Sau đó thì thực hiện hoạt động xong, chúng ta lại sử dụng nó để give feedback và để học sinh chấm chéo lẫn nhau hoặc là nhận xét chéo lẫn nhau. Thì cái checklist này được sử dụng như là một hình thức đánh giá thường xuyên. Được không ạ? Và thông thường chúng ta sử dụng checklist với những hoạt động nói hoặc viết là các hoạt động sản sinh sau mỗi một giờ. Với sách English Discovery, bất cứ một bài nào cũng sẽ có một hoạt động sản sinh, có thể là guided practice hoặc là free practice. Như bài này là hoạt động khá là free, nó là học sinh sẽ phải đóng vai và hỏi và đáp. Câu hỏi thì đã được cho sẵn, và nếu chúng ta muốn hỗ trợ học sinh yếu hơn hoặc chúng ta yêu cầu cao hơn, chúng ta có thể làm mẫu như thế này để học sinh biết được là học sinh nên trả lời như thế nào để có thể cover được cả body parts lẫn injuries. Được không ạ? Ok, thế thì đây là một cái model để cho chúng ta hình dung là formative assessment, đánh giá thường xuyên, được lồng ghép vào trong một giờ dạy từ vựng. Và nó giúp chúng ta trả lời được hai câu hỏi. Thứ nhất, trong quá trình chúng ta soạn bài, chúng ta hỏi là học sinh chúng ta sẽ đạt được gì sau giờ ngày hôm nay. Chúng ta không mong là học sinh chỉ học được các từ vựng một cách riêng lẻ, mà chúng ta mong học sinh sẽ sử dụng được từ vựng đó trong khi nói. Đúng không ạ? Và chúng ta đã làm mẫu để học sinh biết, học sinh có thể theo. Và cái mẫu đó hay là cái tiêu chí chúng ta lồng ghép vào đó, nó gọi là criteria of success, là tiêu chí cho phần performance thành công. So a successful performance would have to meet these criteria. Và cái tiêu chí đó khi học sinh hoàn thiện, nếu như mình đưa mình photo ra cho cả lớp một cái slip of paper như vậy, các bạn sẽ tự đánh giá vào, và đấy là evidence of learning, là một cái kênh thông tin để chúng ta biết là các bạn có làm được không hay là không làm được, thông qua cái việc các bạn ấy cross hoặc là check. Tất nhiên làm nhiều lần trong tất cả các giờ học hoặc là hầu hết các giờ học thì sẽ tạo thành một cái hệ thống self và peer assessment. Được không ạ? Trong quá trình chúng ta dạy, chúng ta cũng biết được là where are my students going? À, hiện tại bây giờ học sinh đang ở đâu? Đã làm được chưa hay không làm được? Cái phần feedback cho học sinh nó cũng sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta có tiêu chí trước khi đưa vào. Như vậy là cái assessment of cái assessment for learning, có nghĩa là đánh giá thường xuyên này, nó sẽ trải qua các bước như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải xác định được mục tiêu giờ dạy. Và nếu như các thầy cô nhìn vào sách English Discovery 11 thì cái bài này ở trên sách chúng tôi chỉ đề là talk about the body parts and minor injuries, cái phần màu xanh thôi. Nhưng khi về lớp học của riêng mình, chúng ta đã bổ sung vào là sử dụng một cách chính xác trong bối cảnh, đó là bối cảnh nói về body insurance. Đúng không ạ? Hội thoại có thể là giữa between an interviewer and a celebrity, thì chúng ta ép nó vào để cái lesson objective nó rõ ràng hơn. Từ lesson objective, chúng ta cần phải suy ra những hoạt động mà chúng ta cần phát triển cho học sinh. Thì rất may là trong sách nó cũng đã có tất cả những hoạt động này rồi, gần như là chúng ta không cần phải thêm cái gì vào cả. Đúng không ạ? Chỉ là có thể các thầy cô không muốn học sinh làm việc theo cặp theo nhóm 4 như trong sách, thì các thầy cô đẩy thành làm việc theo cặp. Thì đấy là một hình thức các thầy cô có thể adapt từ sách. Được không ạ? Thì lồng ghép cái phần kiểm tra đánh giá vào giảng dạy và coi hai cái này không tách biệt khỏi nhau. Teaching and assessing are integrated and interwoven. Và với bất cứ một giờ nào trong sách English Discovery, chúng ta đều làm được điều đó. Được không ạ? Vậy thì tôi không thể demo được trong môi trường online khi mà có khá là nhiều những hoạt động phải có pair work và group work. Nhưng mà các thầy cô có câu hỏi gì cho phần nói về hoạt động đánh giá thường xuyên trong mỗi một giờ học không ạ? Vậy đánh giá thường xuyên không phải là các bài, không chỉ là các bài kiểm tra 15 phút hay kiểm tra một tiết, mà nó là hoạt động quan sát lớp học, hoạt động cho học sinh đánh giá chéo hay tự đánh giá, hay là hoạt động đưa các checklist hay các rubric vào trong giờ dạy để giúp theo dõi quá trình học tập, khuyến khích học tập và giúp cho quá trình feedback trở nên hiệu quả hơn. Thì đấy chính là kiểm tra đánh giá thường xuyên ạ. Và tôi hy vọng
là các thầy cô giáo cũng sẽ sáng tạo và coi cái việc đánh giá thường xuyên là một phần của quá trình giảng dạy, không đợi cho đến lúc chúng ta dạy xong chúng ta mới sử dụng đánh giá. Được không ạ? Các thầy cô có câu hỏi gì về phần đánh giá thường xuyên của sách English Discovery 11 không ạ? Tôi hy vọng là thầy cô sẽ áp dụng được trong các tiết học của mình. À, bây giờ tôi sẽ show trên màn hình rất là nhanh. Các thầy cô có thể thấy là tất cả các tiết học của sách English Discovery thì đều kết thúc bằng một hoạt động nói hoặc là viết. Ví dụ như bài grammar, như các thầy cô nhìn thấy ở đây, bài 1.2 thì chúng ta có ngữ cảnh để dạy ngữ pháp. Đúng không ạ? Đây là bài dạy về quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Đặc biệt những thầy cô nào mới sử dụng sách năm nay là năm đầu tiên thì các thầy cô lưu ý là sách thì hầu hết đều lấy ngữ cảnh làm mục tiêu để giới thiệu cấu trúc ngữ pháp mới hay là từ vựng mới hay là kỹ năng mới. Ví dụ như cái bài nghe vừa rồi, nó là ngữ cảnh để giới thiệu từ vựng parts of the body và injuries. Và ví dụ như trong bài ngữ pháp này thì chúng tôi cũng có một bài đọc để giới thiệu học sinh đọc. Đầu tiên là để hiểu text và trả lời câu hỏi liên quan đến text. Sau đó mới đi tìm các minh chứng liên quan đến hiện tượng ngữ pháp học sinh học. Đó là thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Học sinh có cơ hội để thực hành trong bài tập. Nhưng sau đó học sinh có cơ hội để thực hành sử dụng hiện tượng ngữ pháp đó trong bài nói. Thì cái phần đánh giá thường xuyên nó thường xuất hiện ở giai đoạn đầu. Đây, ngữ cảnh. Khi mà chúng ta nhìn vào đây và chúng ta yêu cầu học sinh đọc và trả lời là which restaurant would you like most to visit and why? Học sinh chỉ tập trung vào nghĩa thôi. Thế nhưng khi chúng ta nói là now look at the text and underline all the examples of past simple and present perfect thì thông qua hoạt động đấy, rõ ràng giáo viên mình cũng hiểu là học sinh nó đã nhận biết nhận diện các cái động từ ở thì quá khứ đơn hay chưa, hay là động từ ở thì hiện tại hoàn thành hay xưa. Thì đấy cũng là một hình thức đánh giá thường xuyên ạ, giúp cho chúng ta diagnose what the students have learned. Và hoạt động cuối cùng là hoạt động nói này, giúp học sinh, ví dụ đây là hoạt động board game, học sinh sẽ chơi và chọn vào các cái ô nào thì học sinh phải đặt câu với các ô đó, thì cũng là một dịp để chúng ta giúp học sinh sử dụng được các từ liên quan đến time expression, là cái từ chỉ thời gian, liên quan đến thì quá khứ đơn và quá khứ và thì hiện tại hoàn thành. Thì đây cũng là một kênh đánh giá thường xuyên. Như vậy là gần như không có sự khác biệt giữa hoạt động dạy và hoạt động đánh giá thường xuyên. Nhưng hiểu, khi chúng ta hiểu là mình làm như vậy để đảm bảo là học sinh nắm được bài và chúng ta có cái attention tới nhiều học sinh thay vì chỉ một số học sinh nhất định, thì đấy là một kênh đánh giá thường xuyên ạ. Được không ạ? Các thầy cô nhìn thấy là gần như bài nào chúng ta cũng sẽ có hoạt động đánh giá ngữ cảnh ở đầu đấy ạ, khai thác ngữ cảnh thì chúng ta cũng thông qua đó biết được học sinh đã biết những gì và hoạt động sử dụng ngữ cảnh để nói hoặc viết ở cuối đó, thì đấy chính là hoạt động đánh giá thường xuyên ạ, được không ạ? Các thầy cô có câu hỏi gì cho em trong phần này không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong phòng 10 phút. Sau đó chúng ta quay trở lại để chúng ta nhìn vào hệ thống bài kiểm tra đi kèm với sách English Discovery ạ. Các thầy cô có câu hỏi gì không ạ? Ok. Ở phần 2 thì chúng ta tương tác nhiều hơn và tôi sẽ gọi tên các trường nhiều hơn, được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ khoảng 10 phút, để 4 giờ kém 15 thì chúng ta sẽ quay trở lại để tập huấn phần nội dung tiếp theo ạ.
Ở phần tập huấn nội dung thứ hai của ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với lại nội dung về kiểm tra đánh giá cuối kỳ, hay còn gọi là kiểm tra giữa kỳ hay là kiểm tra cuối kỳ, được không ạ? Và công ty giáo dục cánh buồm cũng sẽ chuyển cho các thầy cô bộ bài kiểm tra đi kèm với sách English Discovery 11. Trong đó, mỗi một unit chúng ta sẽ có một unit test, kèm theo các midterm test và end term test, ví dụ như sau. Tôi sẽ share màn hình và các thầy cô nhìn vào phần test của unit 1 sách lớp 11 ạ.
trên màn hình để các thầy cô sẽ nhìn thấy. Đây là một unit test đi kèm với sách English Discovery cho mỗi unit. Và ở đây tôi ví dụ là unit 1 là chủ đề Eat, Drink and Be Healthy. Là chúng ta sẽ có một cái phần gọi là tóm tắt những nội dung học sinh đã học. Ví dụ trong phần từ vựng thì các thầy cô nhìn thấy là từ vựng được liệt kê trong giờ dạy từ vựng. Nó sẽ gồm hai loại từ vựng như sau. Thứ nhất là loại từ vựng explicit là những từ vựng được dạy trực tiếp. Được không ạ? Và thứ hai là những từ vựng được dạy gián tiếp thông qua ví dụ. Và bởi vì chúng ta biết là trong bài từ vựng thì luôn luôn có ngữ cảnh là một bài nghe hoặc một bài đọc. Nên đây là những từ vựng được dạy gián tiếp thông qua bài đọc hoặc bài nghe đó. Ở đây ạ, chúng ta nhìn thấy. Như vậy chúng ta có hai loại từ vựng, là một là loại từ vựng dạy trực tiếp và hai là từ vựng dạy gián tiếp. Chúng ta cũng có các phần thống kê tất cả các hiện tượng ngữ pháp được học trong hai bài grammar. Được không ạ? Các thầy cô nhìn thấy ở đây là hiện tượng ngữ pháp học trong hai bài grammar. Và chúng ta có thống kê phần phát âm học sinh đã học. Phần kỹ năng đọc học sinh đã học là gì? Thể loại, chủ đề và kỹ năng nhỏ trong kỹ năng đọc là đọc lấy thông tin chi tiết. À, trong kỹ năng nghe cũng tương tự như vậy, chúng ta có nghe lấy thông tin chính và thể loại cũng như chủ đề của bài nghe. Phần viết chúng ta cũng được thống kê lại là kỹ năng đọc, là kỹ năng viết học sinh đã học là gì? Học sinh học viết một bức thư, hỏi thông tin. À, chúng ta có những kiến thức chính của cái bài viết đó được học là gì? Như vậy là đây là phần tổng kết lại nội dung học sinh đã học. Được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ có một cái bài unit test đi kèm như thế này. Các thầy cô nhìn thấy không ạ? Và cái bài test này theo format mà các thầy cô thường hay cho học sinh làm, nó sẽ gồm phần phát âm từ vựng ngữ pháp và chúng ta có phần nghe. Đây ạ, phần nghe. Chúng ta có kỹ năng nghe, chúng ta có kỹ năng đọc và chúng ta có phần kiểm tra viết. Thì đấy là cấu trúc của một bài unit test đi kèm với mỗi một unit trong sách English Discovery 11, được không ạ? Bây giờ chúng ta không có thời gian nhiều nên chúng ta sẽ nhìn vào một bài kiểm tra giữa kỳ. Đó là bài kiểm tra sau unit 1, 2 của sách lớp 11. Và xin chia sẻ màn hình để các thầy cô biết cái bài kiểm tra này ạ. Đây màn hình của chúng ta đang hiện lên là bài kiểm tra giữa kỳ sau unit 1, 2. Bởi vì học kỳ 1 thì sẽ học 5 unit. Thì sau unit 1, 2 chúng ta sẽ có một bài kiểm tra. Tùy vào cái phần linh hoạt giữa phần bố trí tổ chức của các thầy cô mà có thể ở trường các thầy cô chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ sau unit 3. Thì cái đấy là phần chúng ta tự bố trí tại trường, mặc dù là sách cũng có gợi ý cái phân phối chương trình và thời điểm chúng ta có thể tiến hành kiểm tra giữa kỳ, tuy nhiên là hoàn toàn là do trường các thầy cô quyết định thời điểm ạ. Thì trước khi chúng ta có cái bài kiểm tra đó, chúng ta sẽ có cái ma trận bài kiểm tra, trong đó chỉ rõ số lượng câu, các phần số lượng câu, số bài, dạng bài, mức độ nhận diện của các câu này và số điểm cho từng phần. Đây là ma trận chung, được không ạ? Sau đó là các câu hỏi trong bài kiểm tra như thế này. Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ gửi cho các thầy cô cái file này qua chat box, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng cái bài này để chúng ta phân tích trong một ít thời gian nữa. Tôi sẽ đóng lại màn hình và chia sẻ với các thầy cô. Đây là phiên bản version 1 của các bài test này, nên tất cả những lỗi mà tí nữa chúng ta cùng nhau phân tích thì sẽ được chỉnh sửa xử lý bởi đội thiết kế bài thi của nhóm cánh buồm, nên là chúng ta đang lấy cái version 1 để chúng ta nhận xét và chúng ta tìm hiểu xem là một bài test tốt thì nó sẽ có các đặc tính gì. Mời các thầy cô download ở phần chat box bài midterm test 1. Không thể gửi nổi.
Thôi ạ. Tôi bắt đầu gửi rồi ạ. Tôi cũng gửi kèm với các thầy cô cái ma trận cho cái bài kiểm tra này. Trong đó vừa có tổng hợp ma trận, vừa có tóm tắt lại nội dung học của unit 1 và unit 2. Các thầy cô đào hai cái file đó xuống ạ. Được không ạ? Sau này thì tất cả những file này sẽ được cập nhật ở trên cái link của công ty Cánh Buồm. Hiện tại thì đang trong quá trình hoàn thiện version 2, và bản mà chúng ta nhận được ở đây là version 1, bởi vì tôi muốn cùng với các thầy cô nhìn vào các tiêu chí đánh giá một bài kiểm tra tốt hay không tốt thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Thì với các bài kiểm tra unit test chúng ta sẽ có tất cả các kỹ năng trừ kỹ năng nói. Nhưng với kiểm tra giữa kỳ thì chúng ta không có kỹ năng nghe. Còn việc kiểm tra cuối kỳ thì chúng ta sẽ có cả nghe nói đọc viết và có cả bài kiểm tra nói cho các thầy cô để các thầy cô linh hoạt sử dụng cho bài kiểm tra cuối kỳ. Như vậy bây giờ chúng ta có bài test trong tay. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xem các tiêu chí để lựa chọn nội dung đưa vào bài kiểm tra giữa kỳ hay cuối kỳ nó gồm các tiêu chí nào. Thì trên màn hình các thầy cô sẽ nhìn thấy ba tiêu chí mà tôi sẽ cân nhắc khi tôi lựa chọn nội dung đưa vào bài kiểm tra. Được không ạ? Tiêu chí thứ nhất là tính liên quan. Tiêu chí thứ hai sẽ là tính đại diện. Và tiêu chí thứ ba sẽ là tính tự trọng. Xin mời các thầy cô match các cái tiêu chí này với phần mô tả ở bên phải ạ. Rất là nhanh. Nếu các thầy cô đã biết những nội dung này rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Chúng ta sẽ dùng các hiểu biết này để chúng ta đánh giá cái bài test vừa rồi xem có đáp ứng được các tiêu chí này hay không ạ. Mời các thầy cô ạ. Chúng ta thử ghép phần tiêu chí bên trái với mô tả tiêu chí ở bên phải ạ. Xin mời các thầy cô ạ. Cảm ơn cô Minh Nguyệt từ trường Phúc Thọ. Và BCA là tương ứng với 1, 2, 3 đúng không ạ? Ok. Cô Hường, thank you. Như vậy trong quá trình thiết kế bài kiểm tra giữa kỳ hay cuối kỳ, chúng ta có rất nhiều các bước khác nhau. Trong đó việc đầu tiên là xác định mục đích kiểm tra. Thì nếu như với bài kiểm tra định kỳ summative assessment thì mục đích kiểm tra luôn luôn là mục đích tổng kết, là summative hay là achievement, đúng không ạ? Và cái thể loại bài test, nếu chúng ta quyết định dùng test là hình thức đánh giá thì chúng ta sẽ gọi bài test đó là achievement test. Achievement test, đúng không ạ? Là bài kiểm tra tổng kết. Trong kỹ năng nói, hoàn toàn chúng ta không cần phải kiểm tra nói mà chúng ta có thể dùng các hình thức đánh giá khác như trước đây chúng ta đã chia sẻ là chúng ta có thể dùng bài presentation hay là project để lấy điểm nói. Đúng ạ, nhưng mà với các kỹ năng khác thì tùy các thầy cô, có thể các thầy cô sẽ lựa chọn là bài kiểm tra để cái Đấy, hình thức đánh giá này nó không quá khác biệt với các trường khác. Thì đấy là lựa chọn của các thầy cô. Vâng ạ, cảm ơn các thầy cô đã cho đáp án. Như vậy là tính liên quan thì sẽ là đáp án C đúng không ạ? Hay là đáp án B ạ? À, đáp án B đúng không ạ? Ok. Như vậy là tính liên quan là gì? Nó đảm bảo rằng là khi chúng ta lựa chọn được nội dung vào bài kiểm tra thì bài kiểm tra thì cái nội dung đó phải gắn với những gì học sinh học và không đưa bất cứ nội dung nào học sinh chưa học vào bài kiểm tra. Được không ạ? Cái tiêu chí thứ nhất là giúp chúng ta nhớ được cái điều đó. Thứ hai là tính đại diện. Số 2 thì các thầy cô chọn là đi với đáp án C ở đây đúng không ạ? Đó là học sinh, chúng ta nhớ là nội dung chúng ta đưa vào bài kiểm tra nó phải có đại diện từ các unit khác nhau. Ví dụ chúng ta kiểm tra giữa kỳ sau 3 unit thì bài kiểm tra phải có đại diện nội dung từ cả 3 unit ở tất cả các phần ở các phần đúng không ạ? Ví dụ như là từ vựng phải có từ vựng từ unit 1, unit 2, unit 3. Nghĩa là tính đại diện từ phía các unit. Và thứ hai nữa là trong mỗi một unit thì chúng ta sẽ lựa chọn những nội dung quan trọng nhất để kiểm tra. Được không ạ? We select the most important content to test. We would tend to avoid trivial content, the content that are less important. Ví dụ như chúng ta thấy là ngữ pháp có thể học
tương đối nhiều grammar points, nhưng chúng ta sẽ chọn ra cái grammar points mà quan trọng hơn để chúng ta đưa vào bài kiểm tra. Vậy thì làm thế nào để phân biệt được thế nào là nội dung quan trọng hơn? Thì đó chính là chúng ta phải xét là nội dung đấy có được lặp đi lặp lại nhiều lần trong unit hay không, đúng không ạ? Thì nó sẽ quan trọng hơn. Thứ hai nữa là nội dung đó có phải là nội dung thuộc cái chủ đề và giúp học sinh thực hiện được các năng lực thuộc chủ đề hay không? Ví dụ trong chủ đề về technology thì những từ thuộc technology sẽ là những từ thuộc chủ đề, còn những từ không thuộc chủ đề technology thì sẽ trở nên ít quan trọng hơn trong unit đó. Được không ạ? Hay cấu trúc sử dụng modal verb chẳng hạn là cấu trúc quan trọng hơn để diễn đạt cái chức năng ngôn ngữ trong bài nói hay viết, thì chúng ta sẽ kiểm tra nội dung có cái chức năng quan trọng hơn như vậy. Như vậy là chúng ta không lựa chọn những nội dung mà ít quan trọng hơn, vì bản thân bài test không thể kiểm tra được tất cả những gì học sinh học, nên chúng ta bắt buộc phải ưu tiên những nội dung quan trọng hơn và đánh giá mức độ quan trọng là dựa vào tần suất xuất hiện, dựa vào nội dung đó có thuộc chủ đề đó hay không và có giúp thực hiện được các năng lực của chủ đề hay không. Và có một cái tiêu chí nữa mà có thể ngầm đằng sau đó là các thầy cô dự đoán là những nội dung đó có thể xuất hiện trong những bài kiểm tra chuẩn hóa, những bài kiểm tra quan trọng như là kiểm tra cuối kỳ hay là kiểm tra trung học phổ thông quốc gia hay không. Thì cũng đấy cũng là cái sense của chúng ta để chúng ta lựa những nội dung mà mang tính chất quan trọng hơn. Tiếp theo nữa là tính tỷ trọng. Có nghĩa là gì? Là tỷ trọng câu hỏi trong bài kiểm tra. Ví dụ bài kiểm tra có 50 câu hỏi thì phân bổ đều cho các kỹ năng. Nhưng nếu chúng ta có hai bài kiểm tra ngữ pháp thì có thể nội dung ngữ pháp, đúng không ạ? Mỗi unit chúng ta có hai, không phải bài hai bài kiểm tra mà hai lesson liên quan đến ngữ pháp. Thế thì có thể cái lượng item trong 50 câu đó sẽ dành nhiều hơn cho ngữ pháp, do là chúng ta có tận 2 trên 9 bài là học ngữ pháp. Được không ạ? Thì đấy là cái phần tỷ trọng. Hoặc là trong một phần section kiểm tra từ vựng thì lượng từ vựng học từ unit 3 nhiều hơn từ unit 2, thì tương ứng như vậy số từ được kiểm tra từ bài 3 trong bài kiểm tra sẽ nhiều hơn số từ ở bài 2. Thì đấy là tính tỷ trọng. Và để đảm bảo được ba tiêu chí này thì chúng ta cùng nhìn vào một cái ví dụ trước, sau đó chúng ta sẽ nhìn vào cái bài kiểm tra của chúng ta sau, được không ạ? Như vậy chúng ta nhớ là kiểm tra những gì học sinh đã học thôi, nếu là kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Không kiểm tra những gì học sinh chưa học, hoặc không kiểm tra những gì học sinh đã học từ lâu lắm rồi, được không ạ? Như vậy cũng sẽ không đáp ứng được tiêu chí relevance. Tất nhiên chúng ta có quyền kiểm tra lại những kiến thức đã học, nhưng nếu đã rất lâu rồi và học sinh không còn nhớ được nữa thì điều đấy cũng sẽ tạo nên cái sự bất công bằng với học sinh. Ví dụ một nội dung ngữ pháp, một nội dung từ vựng như sau. Trong bên trái thì các thầy cô thấy đây là nội dung đã học từ unit 1, 2, 3, và bên phải là các từ được đưa vào bài kiểm tra. Và chúng ta vận dụng ba cái nguyên tắc, ba cái tiêu chí vừa rồi để chúng ta đánh giá xem lựa chọn này đã phù hợp hay chưa, đã đại diện, mang tính đại diện hay chưa, và có tính tỷ trọng tương đương với nội dung đã học hay chưa. Được không ạ? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xét tính liên quan, được không ạ? Xin mời các thầy cô tư duy nhanh, xem phát hiện xem tất cả những từ đưa vào bài kiểm tra có là những từ học sinh đã học hay không. Xin mời các thầy cô ạ, giơ tay phát biểu ạ, hoặc là em sẽ gọi ạ. Xin mời cô Nguyễn Thị Thức từ Trung học Phổ thông Phú Thọ, Phúc Thọ. Cô có ở đó không ạ? Cô nhìn nhanh và đối chiếu nhanh ạ, xem những từ kiểm tra có phải là những từ học sinh đã học hay không. Đây là lý do tại sao bài test của chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng việc là tóm tắt lại những gì học sinh đã học, để các thầy cô luôn luôn có phần đối chiếu này, và không, chúng ta không quên được phần đối chiếu này. Đôi khi chúng ta cũng ngại mở sách ra thì phía công ty, các bạn trong team thiết kế bài test cũng đã chủ động tổng kết lại các nội dung này để các thầy cô đối chiếu cho nhanh hơn. Như vậy là
chúng ta luôn luôn phải so sánh nội dung đưa vào bài kiểm tra với nội dung học sinh đã học để xem có nội dung nào không liên quan hay không. Đúng ạ? Thì chúng ta có phát hiện ra các từ vựng này có từ nào chưa được học không ạ? Từ chiêu bài kinh tế ạ. À, có từ chiêu bài kinh tế chưa học đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Có từ gì nữa ạ? Giá trị thặng dư. À, giá trị thặng dư. Đúng rồi. Đây là hai từ học sinh chưa học nhưng mà vẫn đưa vào bài kiểm tra. Đúng không ạ? Thế thì nếu nếu mà mình không có list ra cái nội dung học như này thì rất dễ là mình sẽ pick up những cái từ có vẻ như cũng thuộc chủ đề đấy. Đúng không ạ? Vì nó vẫn nói về phần hàng rào khế, nói chung là những từ vựng liên quan đến kinh tế ở bài 2 này. Thì giá trị thặng dư hay chiêu bài kinh tế nó vẫn là thuộc chủ đề đấy, nhưng nó lại không phải là những từ học sinh đã học. Đúng không ạ? Như vậy là về tiêu chí relevance chúng ta thấy không đảm bảo. Bây giờ chúng ta xem có đại diện từ cả 3 unit hay không ạ? Các từ được kiểm tra có đại diện từ 3 unit hay không? Ví dụ sản lượng lúa thâm canh thì đến từ unit 1. Hàng rào thuế quan đến từ unit 2. Bỏ qua hai từ không thuộc unit thì chúng ta có ẩm thực đến từ unit 3. Sinh hoạt hàng ngày đến từ unit 3, dân tộc thiểu số đến từ unit 3 và văn hóa đến từ unit 3. Thế thì chúng ta thấy có đại diện từ cả 3 unit đúng không ạ? Thế thì ít nhất là chúng ta thấy là tiêu chí đại diện là ok, không bị sót mất cái đại diện nào từ unit nào. Đúng không ạ? Tuy nhiên là nó có phải là những từ quan trọng không để được kiểm tra thì chúng ta lại cần phải double check lại xem những từ này có phải là những từ high frequency words hay không, là những từ xuất hiện thường xuyên hay không. Được không ạ? Thì cần phải có cái sách. Đúng không ạ? Chúng ta phải lật lại sách và chúng ta xem những từ này có lặp đi lặp lại trong unit hay không thì sẽ trở thành những từ quan trọng. Tuy nhiên nếu tính về tiêu chí tỷ lệ thì các thầy cô sẽ thấy là rất nhiều từ đến từ unit 3, đúng không ạ? Ít nhất là từ ẩm thực, sinh hoạt hàng ngày, dân tộc thiểu số và văn hóa chúng ta có 1, 4, 4 từ đến từ unit 3. Trong đó chỉ có một từ đến từ unit 2 và hai từ đến từ unit 1. Như vậy tỷ lệ đưa vào bài kiểm tra đang là 2, 1, 4. Trong khi đó tỷ lệ thực học của học sinh sẽ là 6 từ từ unit 1, 4 từ từ unit 2 và 6 từ từ unit 3. Nó tỷ lệ là 6, 2, 6 hay là 3, 1, 3. Như vậy là tiêu chí thứ ba là tiêu chí tỷ lệ là bài kiểm tra này không đáp ứng được. Được không ạ? Nó sẽ phải là số lượng từ từ unit 1 với unit 3 tương đương. Nếu là 3 từ thì phải là 3 từ từ unit 1, 3 từ từ unit 3. Và unit 2 học ít hơn thì lượng từ từ unit 2 có thể là 2, 2 từ. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ dần dần suy ra được là liên quan đến lựa chọn nội dung thì cần phải đáp ứng được tiêu chí liên quan, tiêu chí tỷ lệ và tiêu chí tính đại diện. Được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ dùng kiến thức đó để chúng ta mở bài kiểm tra của sách English Discovery ra và chúng ta thử xem trong bài kiểm tra này có đáp ứng được các tiêu chí đó hay không. Thầy cô đã download cái bài kiểm tra về nhà, về về máy chưa ạ? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta cùng mở. Vâng ạ, các thầy cô cùng mở ra. Bài kiểm tra. Chúng ta mở cái file là thứ hai, ma trận giữa kỳ ạ. Thì nó sẽ có thống kê các nội dung học sinh đã học. Xong chúng ta lại phải so sánh nó với lại cái bài thứ hai là cái file thứ hai là midterm test. Được không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là từng nội dung trong cái bài kiểm tra đó nó có phải là nội dung học sinh đã học hay không. Thì các thầy cô nhìn thấy ở đây. Được không ạ? Chúng ta xét từng phần một. Thế thì với bất cứ một bài test nào các thầy cô có được hay là một cái sách, một cái bài nào từ sách tham khảo các thầy cô có được, chúng ta cần phải be critical about the content. Đúng không ạ? Sách English Discovery 11 năm nay sẽ có sách tham khảo đi kèm.
và cũng tương ứng với cái bộ test đi kèm như này, thì các thầy cô cũng sẽ phải dùng cái khả năng gọi là phản biện của mình để nhận diện xem các từ, các nội dung đưa vào nó có hợp lý hay chưa và mình có cần phải chỉnh gì không, được không ạ? Thì chúng ta nhìn vào phần nội dung kiểm tra phát âm. Thì hiện tại nếu như các thầy cô mở cái file kia, các thầy cô sẽ thấy là học sinh được học phát âm ở các unit 1, 2 là nội dung gì. Các thầy cô sẽ thấy là học sinh được học phát âm về strong and weak points, strong and weak forms in connected speech, là học là âm yếu và âm mạnh trong connected speech. Và thứ hai là linking consonants to vowels, là nối phụ âm với nguyên âm. Thì đây là nội dung học sinh đã học trong trong kỹ năng trong phần phát âm. Tuy nhiên, khi các thầy cô nhìn sang bài kiểm tra thì phần phát âm lại không kiểm tra nội dung phát âm này mà lại ghi kiểm tra cái nội dung phát âm rất là phổ biến, đó là tìm trọng âm từ khác với những từ còn lại, cũng như là tìm từ gạch chân khác với những từ còn lại, đúng không ạ? Đây, thầy cô nhìn thấy ở đây. Thế thì như vậy nếu mà xét về tính liên quan là chúng ta thấy nội dung kiểm tra không trùng với nội dung học. Thầy cô nhìn thấy không ạ? Vì nếu không thì nội dung phát âm chúng ta phải kiểm tra phần strong and weak forms in connected speech và consonant sounds in linking consonant and vowels. Thì đấy là nội dung chúng ta sẽ kiểm tra cơ. Nhưng vì format của bài thi lại luôn luôn là kiểu bài như này, vì vậy đây lại là kiểm tra từ vựng chứ không phải là kiểm tra phát âm học sinh đã học, mà là kiểm tra phát âm của từ vựng đã học. Có nghĩa đây là những từ học sinh đã học, và chúng ta khi dạy từ vựng chúng ta có dạy phát âm, chúng ta có dạy nghĩa và có dạy cách sử dụng. Thì đây là kiểm tra từ vựng, Nốt chú phát này âm từ vựng, đúng không ạ? Vâng ạ, các thầy cô lưu ý là mình có khi đang bật mic. Thế thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ design, thiết kế bài tập kiểm tra chính xác những gì học sinh đã học trong phần phát âm. Hai là chúng ta kiểm tra phát âm của từ vựng. Thì chúng tôi có một cái trade-off mà chúng tôi cũng chia sẻ với các thầy cô là trong unit test, là test của mỗi một unit, thì chúng tôi bắt buộc phần phát âm sẽ là kiểm tra chính xác những gì học sinh đã học. Có nghĩa là hôm nay học sinh học về strong and weak forms thì phát âm phải kiểm tra strong and weak form đối với unit test, bởi vì vừa học xong thì kiểm tra chính xác những gì đã học. Nhưng với cái bài kiểm tra giữa kỳ á, thì chúng tôi lại có phải lựa chọn là có nên kiểm tra chính những nội dung phát âm học sinh đã học hay là theo format của đề. Thế thì chúng tôi ưu tiên là với bài kiểm tra giữa kỳ và định kỳ thì chúng tôi sẽ kiểm tra phát âm của từ vựng, chứ chúng tôi không kiểm tra cái hiện tượng phát âm học ở trong các unit trước. Được không ạ? Thì các thầy cô nắm được cái quy tắc này chưa ạ? Đó là trong phần kiểm tra midterm hay là end term test thì chúng tôi kiểm tra phát âm của từ vựng, có nghĩa là từ vựng này là từ vựng đã học và mình sẽ xem những từ vựng này được phát âm như thế nào. Học sinh có nhớ không? Còn những hiện tượng phát âm như là âm nối, âm ghép hay là trọng âm, tôi xin lỗi, hay là intonation thì chúng tôi sẽ kiểm tra trong các unit test. Được không ạ? Bởi vì những cái kiểu kiểm tra như đó như thế sẽ cần phải có file nghe đi kèm. Ví dụ như là intonation in questions, chúng tôi sẽ có file nghe đi kèm ở các unit test. Đó. Thế thì nếu xét tiêu chí tính tương đương thì rõ ràng bài phát âm này là không không tương đương, đúng không ạ? Không phù hợp về mặt nội dung, nhưng chúng ta hiểu cái constraints để chúng ta giải thích cho nhau như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào phần từ vựng và ngữ pháp, và các thầy cô thử cho em biết những câu này là nội dung nào học sinh đã học nhé. Các thầy cô mở cái file ma trận, trong đó có tóm tắt nội dung đã học ra và chúng ta xem nhé. Câu 6 này là lấy từ bài gì đấy ạ? Bài này chúng ta vừa mới học trong cái tiết demo vocab ấy, nó là từ bài gì ạ?
Các thầy cô mở file ma trận, còn em trên màn hình em sẽ show file test để chúng ta so sánh hai bên xem nó lấy từ unit nào. Thì đây là lấy từ unit mấy ạ? Nội dung này là kiểm tra Unit 2. bài 2, Unit đúng rồi. Đây là kiểm tra từ vựng và lấy từ bài 2. Thì em sẽ ghi vào đây là vocab và lấy từ unit 2. Được không ạ? Để đảm bảo là nó có liên quan. Rồi, bài 2. À quên câu 7. Câu 7 cũng là kiểm tra từ vựng, vocab và lấy từ unit mấy đấy ạ? Unit 1, vâng ạ. Yes. Bài tiếp theo. Câu tiếp theo. Đây là, ở đây đáp án ở đây phải là to lose. À đúng ạ, thiếu mất chữ này. Đây là phiên bản. Các thầy cô sẽ chỉnh sửa. Thế đây là unit mấy ạ? Đây là kiểm tra ngữ pháp, grammar. Và đến từ unit. Unit nào mà học sinh được học về verb cộng với to verb hoặc verb cộng verb ing? Unit mấy ạ? Một một À, unit 1. Vâng. Như vậy là có liên quan đúng không ạ? Rồi. Đó. Tiếp nữa. Unit câu 9 ạ. Chúng ta sẽ thấy là nó từ unit nào ạ? Đây là kiểm tra vocab. Và của unit mấy ạ? Từ vựng liên quan đến mô tả đồ ăn thức uống thì nó là đến từ unit 1 đúng không ạ? một một Và be healthy, eat and drink đúng không ạ? Unit 1. Ok. Fasci này là từ đang hiện tại đang để là sai lỗi chính tả. Nếu như các thầy cô nhìn vào cái thống kê thì nó sẽ là S, Fasci, không phải là ok Fasci. Vâng ạ. là như Đó, vậy chúng ta luôn luôn phải đã double check lại. Nếu không thì chúng ta sẽ không nhận diện được các lỗi này. Tiếp nữa. Câu này là kiểm tra ngữ pháp. một À, unit 1 đúng không ạ? Vâng. Unit Rồi ạ. Tiếp theo ạ. Đây là kiểm Unit tra 1. Unit grammar unit 2 đúng không Unit ạ? Vâng, để tí nữa mình xem tính đại diện từ các unit nó có đều không. Tiếp nữa, đây là kiểm tra từ vựng. Và từ unit mấy ạ? 1. Unit 1. 1. Vâng. Tiếp tục ạ. Unit À, đây là ngữ pháp unit 2. Đúng không ạ? Đây là từ vựng unit 1. Vâng ạ. Đây là Unit hiện unit khác. 2. Đúng không ạ? Unit Grammar 2. À, như vậy là chúng ta nhìn thấy ở bài này có 10 câu thì chúng ta xem tỷ lệ như nào nhé. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 4 item liên quan đến từ vựng và 5 item liên quan đến ngữ pháp. Đấy. Phải có 1, 2, 5 từ vựng, 5 từ vựng và 5 ngữ pháp đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ suy ra là 5 từ vựng là 5 ngữ pháp. Xét về độ tỷ lệ, nếu như kiểm tra unit 1, 2 thì đây là một tỷ lệ cân bằng và có tính đại diện từ cả hai unit. Được không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem sang đến unit phần C và D thì đây là các từ vựng. Word form, đây là cả bài này kiểm tra từ vựng và cả bài đằng sau là kiểm tra ngữ pháp. Thì nếu chúng ta xét thì chúng ta thấy là mình phải nhìn vào các từ vựng xem các từ vựng học sinh đã học ấy, nó đã học các word form này chưa? Ví dụ như là chỗ này từ là promotion. Các từ này học sinh đã học chưa ạ? Delivery. Promotion. Học Có sinh học chăng? chưa? Các thầy cô nhìn vào unit 1, 2, những từ Không, này học không sinh đã có học trong chưa? Không có đúng không ạ?
Không có. Vậy thì mình cần phải double check lại cho những từ vựng này có phải là từ vựng học một Đại cách diện. gián tiếp thông qua bài nghe đọc nói viết hay không, bởi vì nó có khả năng là những từ vựng gián tiếp. Nếu mà nó cũng không phải là từ vựng gián tiếp học thông qua bài đọc nghe nói viết thì chứng tỏ bài này là đang test những nội dung không thuộc những gì học sinh đã học. Mặc dù hầu hết các thầy cô nhìn thấy là ngữ cảnh của câu là thuộc topic về nutritious meals hay là diet vân vân là có. Đúng không ạ? Thế thì với bài này mình cần phải double check lại xem những từ này học sinh đã học chưa. Nếu trực tiếp học rồi thì rất tốt. Nếu trực tiếp chưa học thì double check lại ở phần gián tiếp đã học chưa. Nếu gián tiếp chưa học thì toàn bộ bài này sẽ là bài không có tính liên quan đến những gì học sinh học. Irrelevant. Được không ạ? Tỷ lệ kiểm tra trực tiếp, từ vựng trực tiếp sẽ là khoảng 80% và 20% số câu, số item cho từ vựng sẽ dành cho từ kiểm tra trực và từ kiểm tra gián tiếp. Như vậy nếu chúng ta có 10, chúng ta có 20 item cho cả từ vựng ngữ pháp, 10 item cho từng từ vựng và cho từng mục từ vựng và ngữ pháp thì chúng ta được phép kiểm tra 8 từ vựng dạy trực tiếp, 2 từ vựng dạy gián tiếp. Nếu mà tất cả những từ vựng này đều thuộc trong bài từ vựng dạy gián tiếp thì số lượng từ vựng dạy gián tiếp cũng đang bị nhiều so với từ vựng dạy trực tiếp. Ở trên kia chúng ta mới chỉ có 5 từ vựng dạy trực tiếp mà thôi. Đúng không ạ? Đấy. Tương tự như vậy mình sẽ làm với các kỹ năng khác. Thì ngữ pháp thì nhìn qua thì tôi thấy là đây là những hiện tượng ngữ pháp học sinh đã học trong các unit. Nhưng với phần từ vựng thì chúng ta phải rất question loại bài này xem học sinh đã học những từ vựng này chưa. Được không ạ? Nào, khi chúng ta nhìn vào phần đọc, các thầy cô thấy là nếu chúng ta so sánh với cái file học sinh đã học thì học sinh học kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết rồi, và cả hai bài đều là đọc lấy thông tin chi tiết, cái kỹ năng là đọc lấy thông tin chi tiết. Topic chủ đề thì đều về diet và eat, healthy eating. Đúng không ạ? Bài 2 thì về body parts. Thế thì xét về bài đọc thì chủ đề này là ok. Nhưng xét về kỹ năng thì bài đọc này đã ok chưa các thầy cô? Đây có phải là kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết không ạ? Có phải không ạ? Đây là cái loại bài rất là phổ biến trong các bài kiểm tra đọc. Tuy nhiên nếu như nó xuất hiện trong bài Achievement Test thì đây là bài kiểm tra không kiểm tra những gì học sinh đã học, vì học sinh đã học kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết mà bài này đang đi kiểm tra khả năng nhận diện từ vựng và ngữ pháp trong ngữ cảnh một bài đoạn văn. Đúng không ạ? Ví dụ như học sinh cần hiểu nghĩa và chọn được các từ vựng phù hợp. Đây không phải là kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết. Như vậy là bài này được đánh giá là bài không có liên quan đến kỹ năng học sinh đã học. Được chưa ạ? Mặc dù chủ đề liên quan, độ dài có phù hợp và độ khó phù hợp, nhưng kỹ năng thì không hợp lý. Và như vậy, cần phải thiết kế lại bài này sao cho kỹ năng trở thành kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết. Đúng không ạ? Tương tự như vậy, chúng ta nhìn bài sau, thì bài này về chủ đề medicine, chủ đề cũng liên quan, độ dài phù hợp, độ khó phù hợp. Nhưng kỹ năng bài này thì lại là kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết, do đề bài là tìm thông tin đúng hay là sai. Như vậy đây là kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và như vậy bài này có thể duyệt được nhưng bài trên thì không. Được không ạ? Đó, thế thì vận dụng các cái tiêu chí về độ phù hợp, độ tính tỷ trọng và Đại các diện. vàng tính đại diện để chúng ta biết được cái nào là phù hợp, cái nào không. Chúng ta còn chưa nhìn vào xem là tỷ trọng các câu hỏi này, bởi vì nó chỉ có một kỹ năng kiểm tra là kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết nên chúng ta không phải quan tâm đến tính tỷ trọng. Nhưng nếu như hai bài đọc là hai nội dung, hai kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và đọc lấy thông tin chính thì mình lại phải đảm bảo là nó có tỷ trọng phù hợp với tỷ trọng học nữa. Ở đây chúng ta không có, chỉ có một kỹ năng kiểm tra nên không phải kiểm tra nội dung đó. Nào, ở phần viết
Nếu chúng ta đọc cái chỗ ma trận và bản tóm tắt nội dung đã học thì bài 1, bài 2 của sách English Discovery 11, học sinh được học viết thư một cái formal letter để hỏi thông tin, thì cái mô hình của bài này thì đúng là mô hình của một bài viết thư. Đúng ạ? Nhưng mà vì bài này nó được theo một cái format là bài kiểm tra trắc nghiệm, là không có chỗ để cho tự luận dài, constructive response, viết một bức thư, nên đã chuyển thành một cái dạng bài như này. Thì thực ra nếu chúng ta xét thì chúng ta thấy là bài này thiên về đọc hiểu hơn là thiên về kiểm tra viết. Các thầy cô đồng ý không ạ? Đọc hiểu hơn là kiểm tra viết. Như vậy thì nếu chúng ta muốn, chúng ta sẽ biến bài này thành bài kiểm tra viết thật, đo đúng năng lực viết học sinh đã học, là viết một bức thư có tình huống này xảy ra, và đấy mới là phản ánh đúng những nội dung học sinh đã học, được không ạ? Tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn nhận diện được điều này, bị cái constraints này là học sinh sẽ chỉ có một bài kiểm tra 45 phút và có rất khó để có thể dành được khoảng 10 phút. Nếu muốn các thầy cô kiểm tra email writing thì các thầy cô phải làm ít số lượng câu của các phần còn lại để làm sao ít nhất học sinh có 10 đến 15 phút để viết email. Thế thì mình sẽ phải trade off, do chúng ta có cái bài test tương đối truyền thống và chúng ta để lại phần kiểm tra viết, làm kiểm tra thường xuyên, đánh giá thường xuyên, nghĩa là chúng ta cho học sinh viết sau mỗi một unit và viết về nhà, được không ạ? Còn bài kiểm tra chúng ta có thể là kiểm tra dưới dạng viết câu như thế này, được không ạ? Cũng được. Mặc dù khi nhìn vào viết câu như này, chúng ta thấy kiểm tra nhiều hơn chính là ngữ pháp và từ vựng, chứ không phải là khả năng kết nối các câu để tạo thành một đoạn văn, được không ạ? Đó. Nếu các thầy cô nhìn xuống dưới này thì các thầy cô cũng thấy đây là các hiện tượng ngữ pháp học sinh đã học, nhưng trong phần ngữ pháp, không phải là trong phần từ vựng. À, không phải trong phần viết. Đó, đấy là lý do tại sao luôn luôn phải double check lại là với kỹ năng viết, học sinh học viết thư thì cái cấu trúc học sinh học là gì? Thì các thầy cô nhìn vào đấy, các thầy cô thấy là cấu trúc học sinh học trong bài viết thư nó sẽ không phải là các cấu trúc này. Nên vì vậy, toàn bộ câu này sẽ chỉ kiểm tra ngữ pháp thôi, chứ không phải kiểm tra từ kiểm tra kỹ năng viết. Như vậy, nếu muốn giữ lại thì bài này sẽ phải được label là bài kiểm tra ngữ pháp, xuất hiện trong section về ngữ pháp, không được coi là bài kiểm tra từ vựng, bài kiểm tra kỹ năng viết. Bởi vì kỹ năng viết, học viết thư thì có các cấu trúc câu như này, ví dụ would you mind giving me information about, thì ít nhất khi viết câu cũng phải là viết câu có cấu trúc would you mind giving me information about, chứ không phải là cấu trúc wish hay là so that hay là as long as, giống như là bài kiểm tra ngữ pháp như này, được không ạ? Đó, thế thì dùng cái guidelines là ba tiêu chí kia để chúng ta nhận diện và có khả năng phân biệt được các nội dung kiểm tra. Như vậy, tôi cũng sẽ yêu cầu team làm lại nội dung này để kiểm tra. Nếu chỉ là kiểm tra viết câu thì cái câu đấy phải gắn với lại bài viết thư, phải kiểm tra các cấu trúc học sinh học trong bài viết thư, chứ không kiểm tra ngữ pháp riêng biệt và label bài phần này là phần kiểm tra viết, nó sẽ bị misleading cho người sử dụng, được không ạ? Rồi ạ. Thì đấy là phần chia sẻ của tôi về kiểm tra đánh giá với sách English Discovery. Và các thầy cô không lo lắng, bởi vì đây chính là phần version 1 của bài kiểm tra. Luôn có một team thiết kế và luôn luôn có một team proofread và chỉnh lại tất cả các lỗi này. Và các bạn trong team sẽ cần phải thiết kế lại để đảm bảo tiêu chí là kiểm tra được chính xác những gì học sinh đã học. Chúng ta chỉ chịu trade off khi nói đến phát âm, vì chúng ta không thể kiểm tra phát âm chính xác những gì đã học. Còn với ngữ pháp, từ vựng, đọc và viết thì chúng ta ưu tiên kiểm tra chính xác những gì học sinh đã học và không kiểm tra gì khác, được không ạ? Vâng ạ. Thì đấy là phần kiểm tra đánh giá, và hy vọng là cái phần chia sẻ của tôi giúp đỡ, giúp các thầy cô phần nào khi các thầy cô nhận được tài nguyên, nguồn tài nguyên của ED, là các unit test, midterm test và end term test, chúng ta sẽ bật công tắc là tư duy phản biện lên.
Sau đó chúng ta đánh giá xem mức độ phù hợp là bao nhiêu phần trăm và chúng ta sẽ có cần phải chỉnh sửa câu nào đi không. Nếu không thì tốt, và nếu có thì chúng ta phải nhẹ nhàng chỉnh sửa các câu để phù hợp với nội dung của mình kiểm tra. Tất nhiên tôi sẽ là người proofread toàn bộ các hệ thống bài test. Nếu còn lỗi nào xảy ra thì sẽ là lỗi ngoài ý muốn. Còn tất cả các bài test sẽ phải đảm bảo tiêu chí là tỷ trọng và tính liên quan cũng như là tính đại diện từ phía nội dung học sinh đã học ạ. Được không ạ? Và năm nay chúng ta có cái bộ đề sách tham khảo nữa. Thì sách tham khảo nó sẽ không quá rigorous, có nghĩa là không phải luôn luôn bám sát nội dung học trên lớp, mà chúng ta có thể mở rộng hơn hoặc làm khó hơn sách trên lớp một chút. Bởi vì phù hợp với các bối cảnh khác nhau, có những thầy cô muốn dạy sử dụng sách tham khảo để làm mục tiêu làm nâng cao hay là dạy buổi chiều vân vân, thì sách tham khảo thì dựa vào các chủ đề và các nội dung đã học nhưng có thể nâng độ khó lên một chút, thì phần đó chúng ta sẽ linh hoạt sử dụng. Còn những bài test thì thường là team thiết kế sẽ phải bám sát sách giáo khoa, được không ạ? Tôi dự định có thể chia sẻ với các thầy cô kỹ hơn nữa về phần xây dựng mạng đề thi, ma trận đề thi cũng như là thực hành. Nhưng vì môi trường online chúng ta cũng khó có thể thực hành được một cách hiệu quả. Nên tôi hẹn các thầy cô thêm một lần nữa, nếu chúng ta có dịp gặp nhau ở các phòng giáo dục thì chúng ta sẽ có thể có cơ hội trao đổi nhiều hơn về phần kiểm tra đánh giá liên quan đến sách English Discovery, cũng như là cách phân loại học sinh yếu, giỏi, khá thông qua các cái cách thiết kế item. Như vậy là buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi assume là các thầy cô đã có bản sách điện tử hoặc là sách sách giấy, và chúng ta cũng đã assess được các ví dụ từ tài nguyên. Vì tất cả các cái tài nguyên hiện tại vẫn đang trong quá trình rà soát lại, ví dụ như bộ bài unit test này là tôi vẫn đang rà soát lại, hay là các cái sách tham khảo cũng đang được proofread lại, và bộ lesson plan hay PowerPoint và sẽ đưa tới tay các thầy cô vào trước năm học mới. Và các thầy cô lưu ý theo dõi sát phần Zalo để chúng ta update về cái link này, được không ạ? Trong một vài phút tới, nếu các thầy cô có câu Học hỏi gì thì các thầy cô có thể đặt câu hỏi ạ. học bàn Các thầy cô có muốn đặt câu hỏi gì không ạ? Hay có câu hỏi gì liên quan đến phần chia sẻ của tôi ngày hôm nay, liên quan đến phần kiểm tra đánh giá với sách English Discovery không ạ? Chúng ta cứ nghĩ câu hỏi nhé. Và sau đây thì bên cánh buồm cũng sẽ chia sẻ với các thầy cô cái link thu hoạch cho cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Chủ yếu là để các thầy cô ghi lại những điều các thầy cô tâm đắc, những điều các thầy cô thấy là cần phải chỉnh sửa, hay là những điều mà thầy cô mong muốn được tập huấn trong những lần tiếp theo. Thì xin mời công ty sẽ gửi link cho các thầy cô. Trong đó tôi vẫn cứ ở trong phòng Zoom, nếu các thầy cô có câu hỏi gì thì tôi sẽ bật mic và trả lời các thầy cô sau. Cảm ơn các thầy cô. Chúng ta có link bài thu hoạch ở phần chat box, chúng ta click vào đó và trả lời các câu hỏi cũng là một phần để điểm danh cái sự tham gia của thầy cô trong buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. Xin mời các thầy cô ạ.